đường tôi đi không bao giờ tìm đâu buồn. 1, 2, 3, come by. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay á hả là gia đình mình mùng 3 Tết xuống đây tổ chức barbecue với lại á hả vợ chồng của anh Thanh và Thủy. Đây Thủy, dầm lên Thủy. Đây là chủ hải đây nha cả nhà. Ăn nhậu nha cả nhà. Đây, mời cả nhà nha. Đây là cái bàn tiệc đã chuẩn bị đây nè các bạn. Vừa ăn Tết vừa ăn Valentine luôn. Vừa ăn Tết hôm nay vừa Valentine luôn. Đó. Đó, barbecue những món ăn như thế này nè các bạn. Thịt bò nè. Mực nè. Đó. Gì nữa đó, nấm nè, rau nè, bia nè, rượu nè, trái cây nè các bạn. Chút ở Facebook cũng chính bản quyền không á. Việt Nam nè bạn. Valentine, có Việt Nam Valentine nữa. Valentine của hội 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 ế. Đây là gia đình ế. Gia đình muốn ế. Đúng rồi, nhấn mạnh ế để coi coi. Thì cho người ta biết, người ta biết mình đang ế. Người ta đăng ký vô. Các bạn nhớ bấm like, share, đăng ký cho hội ế. Hội ế của nhà dòng bầu á. Không hiểu sao mình đi lên mấy phần đâu. Ủa mình ăn. Mực bột nắng ngon quá ha. Giống như là chơi dĩa giấy anh chịu, anh nói thôi lâu lâu mình tổ chức đi chơi mấy cái này ra nó ăn nó cảm giác đi dĩa giấy thằng này. Đúng rồi, Tết mà. Dĩa giấy nó không khác. Khá. Đây. Bột tương chấm mực. Chớ cho mẹ nha. Chớ nói miếng chấm mực. Chén này nhỏ anh cầm xuống nhiều lắm mà. Thôi thôi khỏi khỏi đựng bày ra chén nữa. Được rồi. Bày ra chén. Thôi con ăn đi. Có anh ăn đây. Đưa. Thủy, ăn đi. Ăn đi em. Đúng rồi. Chụp cái coi, đừng cảm cái coi. Tình cảm đi. Thì tới cái này là về được ngủ được. Suy nghĩ. Không biết anh có làm gì lỗi lầm không rồi, không tốt đâu sức quá thấy à. Ôi, mực chấm tương ngon. Đây luôn đấy. Cay quá quên. Cái gì cay vậy? Mực nắm ngon ghê. Mực ngon. Cái mềm mà giòn. Cái lò than này hơi vip luôn á. Cái lò than đó. Cái lò than này hơi vip. Nhanh. Nhưng mà nướng thịt cái này vừa rồi, còn nướng cá đó đi. Không, cái mẻ nào là dọn hết mẻ. Trời, cháy rồi thì ơi. Đúng rồi. Bây giờ. Món này cũng ngon. Món nào cũng đi. Món nào cũng. Thịt bò này mềm ha. Có bằng ngon bỏ lên đó. Ai đó xin thêm. Bào ngư á thì nó giòn. Nó giòn, nó tươi. Mực á thì nó mềm mà ngọt. Ơi là ngọt, ngọt trên cả cái ngọt nữa. Ngon hơn lẩu dê luôn á. Ngon hơn lẩu dê không? Lẩu dê không có cửa đâu. Ngon quá. Rồi ăn bao nhiêu bạn xì bạch. Trời ơi, bạn nó hết xì cũng còn lỡ đó phải. Ai?
đăng lên Facebook mà phải không? Ủa, xe mà lậu dê mà đăng cái món này trời. Chưa đăng Facebook mà chưa đăng đi, đăng đi. Đăng Facebook là bây giờ bà thấy liền. Chụp đi coi. Ông ấy chụp hình, chụp rồi. Thì đăng đi. Đây nè, chụp đăng ăn nè. Chụp đăng ăn nè. Có gì gửi thẳng gì cơ luôn chứ đâu có gì nữa. Ăn Facebook mình ăn. Ngon quá trời ngon luôn. Ôi dưa leo mà nó chấm hả, nó cũng giòn mà nó ngọt. Ôi là ngọt luôn á. Món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon. Lâu 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 ta mới nhậu một lần. Ôi dì cơ không nè, con gửi cho dì cơ nè. Dì cơ ơi. Yêu dì cơ rất nhiều. Dì cơ lẩu dê nha. Dì cơ lẩu dê ngon nha dì cơ. Cô Tuấn ăn lẩu dê ngon nha. Điện leo. Nãy giờ mẹ điều con trái cái máy mà không biết máy liệu ở dưới nào đúng không? Ui, cái nào cũng ngon. Ngon quá. Nhậu đây mà không đủ bia đủ rượu để nhậu á nha. Đúng rồi. Mồi nhiều quá. Mồi nhiều quá nhiều. Bào ngư nè, thịt bò nè, nấm đùi gà nè, nấm hương nè. Ai trời. Chết đi. Ai vậy? Nói chị bẻ giờ bà xuống rồi. Rồi, bây giờ đúng lúc vậy. À, tức dầu chỉ, chị nó chê vậy nữa chứ. Vậy đó. Làm tính chụp hình up Facebook nè. Ai cơ hả? Cơ, điện luôn tính. Hả? Tính. Bởi vậy bị dòng bầu chị khịa quá mà. Tôi tính. Chịu nổi rồi. Tôi chịu nổi rồi. Chửi quá chửi mà ghẹo. Chịu nổi chửi quá rồi chửi lên là bắt buộc phải tới thôi. Bây giờ như ông là về chơi mấy người chơi luôn mấy người chơi mình phải giỡn thôi hả? Người ta nói tôi tức quá rồi luôn. Gì vậy? Chúng về là giỏi lắm, đẩy ra chửi đi đường rồi. Cái tí, chưa? Ăn gần xong rồi. Trời ơi. Hồi nãy vừa ăn vừa quay phim vừa chửi. Nói là chửi trời ơi, cái này không bằng lẩu dê đâu. Lẩu dê, ai ăn lẩu dê không có. Ai ăn lẩu dê không có xin dê. Ôi, ngon quá vậy. Ngồi đi, ngồi đi. Ăn miếng mít trước đây là tính. Ăn đi. Hai vợ chồng mà vô ngồi đây. Đây. Mấy chồng ngồi đó đi. Mang qua đây. Ê, tao mặc đồ đẹp không lắm lắm. Đẹp, 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 đẹp quá, đẹp, đẹp, đẹp luôn. Đẹp rồi chưa? Hôm nay, xôi mừng đi lên sao kỳ mà. Lên sao kỳ cho mình đi lúc á. Đi lên sao kỳ. Đi đi. Ông ông này bên đây, cho mình đi lên bên đây. Chụp đi hả? Ủa, chụp đó rồi, bạn phải. Tao thấy con gốm gì mày? Gốm đâu, đẹp quá trời, gốm gì trời. Ê, tao này thủy. Chụp đi, hai người đẹp, chụp đi. Con bên đây thay. Quay lên thay. Quay lên thay là hai vợ chồng tức sơ với chồng không? Ba bốn đứa luôn đi, mà tao về nữa. Thôi tôi dạy đi đây như con heo rồi. Thôi tôi về xin đây mà. Chết đi, coi chưa. Tặng anh Tuấn nè. Thôi chưa. Đâu đâu đâu, giải lên coi, giải lên coi. Tất cả đều là nghệ thuật nha. Đừng suy nghĩ một cái gì. Không có suy nghĩ gì hết. Nghệ thuật là nó phải vậy. Từ từ. Đó. Đem giấu nó nhà nữa nó gơ. Tôi đã nói Tuấn là nghệ thuật nha. Phải nghệ thuật. Về mất cỏ. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa, hai nàng tiên kìa. Nắng ngược nắng rồi không đứng được đâu. Được hả? Mày không, không đứng đứng bên đây nè Tuấn. Cứ đứng đây đi. Chụp qua nè. Đứng ở đây chụp qua nè. Ừ, đúng rồi.
đúng chỗ đây không nên nó đẹp không mình sao đây mình che nó lại đi chi nó lại cho nó đẹp lắm thôi mình không che nó lại đi để nó đẹp hơn hai đứa mày đó được rồi giờ đi rồi giờ đi thì đứng thế là trước để nó lấy nắng nắng mặt chưa nắng thì mới lấy đèn đó ok rồi bà tình yêu của chúng ta máy tôi sợ là màu không đẹp thôi. Chị có uống mê được không? Được. Được chứ. Bao lâu chút xíu thôi nha chị cơ. Chửi quá trời trong video nãy giờ luôn. Ai ngờ rồi người ấy cũng tới tức quá cũng phải lỗi ra chửi mà sống đâu yên với bà tư già đâu. Không có. Thấy tụi mình chơi nổi quá nổi. Không. Ê chị, đưa lên nổi hơn cái lậu dơ luôn. Lại thấy thương quá, nhớ quá. Nổi hơn cái lậu dơ. Nổi hơn cái lậu dơ. Trời, con này nãy giờ có tấm này vậy. Hả? Quen. Nãy giờ sao có tấm quá. Để dành cho Túng. Trời ơi, đồ con chi cá, trời ơi. Thôi, bây giờ mới nói làm gì mà lẩu dê có cửa. Duyên có đáng không bỏ cho anh đi. Bỏ đáng không bỏ cho anh đi. Chụp bổ sung vô rồi. Nam đưa bia Nam. Để tư già xong vô nào mệt. Thôi, tư già mệt. Giống ai. Vô mày đẹp hơn mình ạ. Đẹp hơn mày ạ. Rồi vô ngồi đó mẹ. Đâu, dĩa gì cơ đâu. Đó, dĩa gì cơ mới gấp 2 miếng. Trời ơi, vô anh chụp cho tôi. Đó cái dĩa cho tôi. Dạ. Tôi đứng ở chỗ cái trời ơi. Chị mày đâu đỡ mày đẹp hơn mình nè. Đẩy có biết thôi gì đâu. Tôi đứng ở chỗ này. Mua đây có mua đây dành tung nè. Có ngon. 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 Có mẹ tôi về sẽ chửi rồi cho bất ngờ không nổi chứ chưa để chứ lỡ tao tao nghĩ tao không có biết đường nếu nó tao hỏi địa chỉ nó cũng kỳ thôi mình đi vô luôn nào địa chỉ giờ cái chị sau xung quanh rồi cũng tin nên lên nó không có đẹp anh tôi ôi chắc chắn rồi luôn á hả ơi hai chị em mình tỉnh xuống cái đầu coi coi lên để đi ba đứa trai mẹ đó chơi xong đó đi 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 đúng này lão. Dạ, ly cái tấn mới nè. Đây nè. Ly đó cũng mà. Tao đang cái mát nha. Tao mày cái vô cùng ly cái xong cũng là cầu cầu. Nè, cái bên đây nè. Chị chấm bên đây nè, em chưa chấm. Bên đây nè. Chấm tính vô cái này. Cái này có nát bóng lại cho con. Nó cái này nó bên kia. Đẹp gái chờ. Một cái mình ăn mùi cho nó. Đầu tiên gặp Nguyên. Thế giới này đường quá. Chị biết hả? Em biết. Hey, con bay. Hey, con bay vô 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 con. Vô nè. Không. Đi cầm 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 vô mấy hả như cặp chứ. Rồi. Đây ông ngồi đây. Đây 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 ngồi. Trời ơi, đi mấy cái trong chỗ này em có chạy chứ. Luôn rồi. Cái gì? 1 2 3. Đây vô vô vô. 1 2 3. Happy birthday. Vô. Từ đâu tư? Từng có. Hôm nay bên lên tay thì cá chứ. Trời ơi, nãy giờ vui quá trời vui. Bầu ngư nè, gì cá nè. Ủa có gì cá, bầu ngư nè. Ngon quá nhỉ. Cá này là gì cá đây? Ai mua? Chưa nói đại đi. Trời ơi chụp đẹp quá. Đẹp lắm. Tao mặc bà bóng lưỡng bà. Ai? Bà. Mập quá nó bóng chứ sao giờ. Trời sao cái môi tao đỏ chết chị thấy. Có tiền. Nhà có nhiêu xô môi. Có nhiêu con thì con lên hết rồi. Tôi cũng được á tư. Trời ơi đẹp quá. Đi.
con hãy hả sao con quên không để con con thịt vô đi chú chụp cho anh đẹp hơn nè nè lấy đây. Mỗi lần qua tôi thiếu cái màu của mỗi lần tôi có rồi nó đẹp. Mình nghĩ là chúng tôi đưa lên cho nó. Ai để mặt mày cũng không thấy gì. Tí nghe tí nó chín chưa nghe. Nó làm này ra kia. Nghe tiếng nhạc ở đâu. Vô đi mấy em nhậu, vô đi mấy em nhậu thôi. Anh Thanh, sáng nghe tiếng nhạc ở đâu mà nó làm. Ở đây là bào ngư á hả? Bào ngư, tiêu mới ăn bào ngư đó. Anh cho biết chưa bao giờ biết ăn đó. Có đủ mấy lon chạy xuống. Sao không được, đưa kêu. Tí nữa nó xuống rồi mình ăn nó ăn chay mà nó ăn cơm không đã nó chạy. Chay có đồ chay. Có ra. Cái nói xuống xuống cho chị Thủy cho nó. Chúng mình. Hả? Chúng mình. Có nó chạy xuống. Cho nó biết. Hồi ăn bồng ngư đi. Mới đến giờ chờ nhắn quá đi. Ủa dê không có cửa bằng này đâu, có quá trời luôn. Thôi đi xuống hát rồi cho anh kia hay lắm. Ờ chút xuống hát rồi. Quá trời luôn á tướng ơi tướng. Của em đâu? Đi ăn đây đúng rồi. Bởi vậy cái lẩu dơ đâu có ba cái lẩu dơ sao mà chơi. Quê mặt chơi ba lẩu dơ đây được. Vừa đồ ăn ngon vừa quanh chén. Con dê bằng đàn dê đây được. Không có con dê nào bằng dê này hết á. Dê này ngon hơn vô nè. Dê này ta chơi quanh chén không? Ôi Amedeto. Quá bài bản hả chị? Amedeto. Thì sao phải nói thật trai em đi tao mới nghĩ. Amedeto thiệt nha. Cảm ơn Tư nè, tại có Tư là Tư em mới... Tèo coi như không khí quá. Nghĩ sao lâu lâu chị em mới có... Dạ. Nhờ Tư mới làm một cái không gian như vậy đó. Ăn đi. Chơi ác mà chơi quạch. Vậy? Ăn đi Tuấn, để nó ngủ không ngon em. Đẹp quá hả? Ở đâu hả? Anh em đâu hả? Tới vậy? Quá anh Thanh. Ủa Tuấn? Về nhà mình nổi ra. Thiệt hả? Ở nhà Việt Nam cái bắp này là mình luộc mà mình luộc sẵn á, bán luộc sẵn á hả? Bắp tươi này này nó nghe đóng Việt Nam mà nghe cái Việt Nam nó tươi hơn bự á mà mình lớn rồi nhưng mà Nhật thật ra Nhật là 60-70 là nó nhiều hơn 60-70 rất là nhiều nhà nó bự cái khổ mà cỡ 60-70 cỡ này là nó nhiều lắm em là thích bự hơn nữa luôn cái khổ Việt Nam nhà Việt Nam là lắm nó treo đẹp đúng rồi tôi tiện tặng bự hơn đâu tôi cũng đang tính tiền đó mà cỡ này cho lên được bự có loại 2 mét á chừng ngang 2 mét đó 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 đó